Xin chào quý vị và các bạn. Chỉ còn một vài ngày nữa thôi, luật đầu tư 2020 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Một trong những nội dung hot nhất của luật này là việc hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ bị đưa vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh. Hay nói cách khác, ngành nghề này chính thức bị khai tử từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Sau ngày này, nếu vẫn còn kinh doanh dịch vụ đòi nợ, người vi phạm sẽ bị xử phạt nặng với mức phạt lên đến 80 triệu đồng. Trước khi có luật đầu tư 2020, kinh doanh dịch vụ đòi nợ được xác định là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trên thực tế, đòi nợ thuê được biết đến là một công cụ đòi nợ hữu hiệu được nhiều chủ nợ tin dùng, đặc biệt sử dụng đối với những con nợ chây ì có khả năng nhưng không chịu trả nợ. Vì vậy, không ít người băn khoăn khi dịch vụ đòi nợ thuê bị khai tử thì người dân phải đòi nợ như thế nào để vừa đảm bảo quyền lợi của mình, vừa tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Hãy cùng giải đáp qua video này nhé! Trước hết, giao dịch vay tài sản như tiền, vàng là giao dịch dân sự được điều chỉnh bởi Bộ luật Dân sự 2015 và các văn bản liên quan. Cụ thể, theo Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015, bên vay tài sản phải có nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận. Nếu vay tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn, nếu vay tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Giả sử bạn là bên cho vay, đã đến thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận trước đó mà bên đi vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, thì tùy tình huống cụ thể, bạn có thể lựa chọn các cách sau đây. Cách 1. Tự thương lượng. Pháp luật dân sự luôn luôn ghi nhận quyền tự do thỏa thuận của các bên. Theo cách này, bạn có thể đưa ra điều kiện thỏa thuận với bên vay về thời điểm, phương thức trả nợ để giải quyết nội bộ với nhau, không cần pháp luật can thiệp. Cách này nếu thực hiện được sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc hơn so với cách thứ hai sau đây. Cách 2. Nếu không tự thỏa thuận được, bạn có quyền khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình theo thủ tục tố tụng dân sự. Nợ đã đến hạn nhưng bên đi vay không chịu trả nợ, quyền và lợi ích hợp pháp của bạn bị xâm hại. Khi đó bạn có thể làm đơn khởi kiện đòi nợ gửi đến tòa án cấp huyện nơi người vay tiền sinh sống, làm việc để yêu cầu trả tiền và trả thêm một khoản lãi nếu có. Cách 3. Tố giác đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát theo thủ tục tố tụng hình sự. Theo cách này, nếu bạn nhận thấy việc vay tiền của bên vay có dấu hiệu tội phạm như có hành vi gian dối để vay tiền sau đó bỏ trốn, nhằm chiếm đoạt tiền vay thì bạn có thể liên hệ trực tiếp hoặc làm đơn tố giác gửi đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát. Tùy dấu hiệu cấu thành tội phạm, bên vay có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một trong hai tội. Thứ nhất, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự 2015, được sửa đổi bởi Điều 2 Luật Sửa đổi Bộ Luật Hình sự 2017. Tội này có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân. Thứ hai, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khoản 35 điều 1 luật sửa đổi bộ luật hình sự 2017. Tội này có khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù. Lưu ý khi lựa chọn cách này, bạn cần nhớ nếu cố ý tố giác, báo tin sai sự thật về tội phạm, thì tùy tính chất, mức độ sẽ bị kỷ luật, phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Như vậy, từ năm 2021, khi dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị khai tử, thì tùy trường hợp cụ thể mà các bạn có thể lựa chọn các hình thức đòi nợ nêu trên để đòi quyền lợi cho mình. Chúng ta hoàn toàn yên tâm vì pháp luật luôn sẵn sàng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mọi công dân. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy chia sẻ cho mọi người biết nhé. Và đừng quên subscribe kênh Thư viện Pháp luật để có thêm những thông tin hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại!